Vườn Thanh Long. Vườn Thanh Long ban ngày. Cái vườn này là cái vườn khác mà tối. Ông đó là cái gì cơ tí? Chú là sao? Sao giờ là ban đêm là ổng ngồi canh, ổng ngủ canh. Vậy là cái vườn ổng đó hả? Của thầy đất này, của cha thứ thầy của ổng, của ông bác vườn hay trồng. Bây giờ cha thứ đâu lấy ông để cho ổng trồng á. Trồng hả? Trồng với mật khô. Khô là mật khô. Rồi vườn Thanh Long đang trong đàn xong.